Và tiếp theo, Quỳnh Lan và anh Tuấn xin gửi đến quý vị bài hát với tựa đề Lời Tình Buồn. Và trước khi hát bài hát này, cho phép Quỳnh Lan được nói lời xin lỗi cùng quý vị. Bởi vì Quỳnh Lan vừa mới tập bài hát này không được bao lâu. Sau một chuyến đi cùng với ca sĩ Anh Tuyết Festival Huế về, thì Quỳnh Lan có những cái show riêng của mình cho những chương trình từ thiện. Và cho nên, nhưng vì quá ngưỡng mộ người nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm đã từ lâu, nên không thể nào từ chối chương trình này. Và Quỳnh Lan đã tranh thủ tập cho phép được nhìn vào đây để vừa hát vừa đánh guitar cho trọn vẹn một ca khúc. Xin cảm ơn. Trời, ta thấy
vẫn còn đó. Trên tháng năm mỗi mong tình còn trong nỗi lo. Ngày tình còn say, lời yêu xin giữ trên môi người. Ngày nào tình xa, ta vẫn xin yêu mãi một đời. Ngày tình còn say, lời yêu xin giữ trên môi người. Ngày nào tình xa, ta vẫn xin. Quý vị, chúng ta đã vừa thưởng thức ba nhạc phẩm đầu tiên trong chương trình tối đêm nay với những tình khúc thật tuyệt vời của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm. Và tiếp nối sau đây, Quyến Cường xin được giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm nữa của anh, được phổ từ một bài thơ rất hay của nhà thơ Hồ Dính với những câu mà chắc có lẽ quý vị đã thuộc nằm lòng. Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé, để lòng buồn em dạo khắp quanh sân, lòng mênh mang em đếm bước âm thầm, em sẽ nói gớm sao mà nhớ thế. Vâng, kính thưa quý vị, nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, anh đã khai thác một nét duyên dáng rất dễ thương của cô gái 18 đôi mươi ở tuổi đang yêu, một chút nhớ thương, một chút giận hờn, để rồi một bài hát thật tuyệt vời đã ra đời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm được anh phổ nhạc mang tựa đề Ngập Ngừng với tiếng hát thật ngọt ngào của nữ ca sĩ Thùy Dương. Vâng, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho ca sĩ Thùy Dương.